Xin chào mọi người, chào mọi người đã tới với cả PC của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận cái cây để chơi map mới, map Savage 4x4 trong cái tựa game đó là PlayNow Battleground. Thế nào? Thì cái cây này thì trước đây các bạn có lẽ cũng đã biết rồi, đó là các bạn có thể nhận được qua các cái kênh partner của PUBG, giống như là thường ấy, là các streamer này hay là các cái group cộng đồng đúng không nào? Nhưng mà những bạn nào mà không kịp liên lạc với các streamer cũng như là không kịp đăng ký ở các cộng đồng ấy, thì các bạn có thể làm như sau để nhận cây của cái tựa game này. Và một điều lưu ý đó là cái map Savage đấy chỉ có các bạn chỉ có thể chơi từ ngày hôm nay, đó là 9 giờ sáng ngày 3 tháng 4 cho đến ngày 5 tháng 4 là hết hạn. Cho nên nó chỉ thử nghiệm trong hình như là 2 3 ngày thôi. Thì bây giờ để nhận cái cây này ấy, đầu tiên là các bạn hãy chuẩn bị một tài khoản Steam có nick PUBG đúng không nào? Và thứ hai là các bạn hãy vào cái trang web này. Thế nào? À, cái này đây, mình sẽ để cái trang web này dưới mô tả video. Ở đây các bạn ấn vào phần Authenticate with Steam này, được chưa nào? Được. Và trang web này đó nhá. Rồi bây giờ nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập vào cái nick Steam nữa, thì mình sẽ dùng một cái nick Steam của mình. Như vậy là cái nick này thì lâu lắm không đăng ký, không đăng nhập rồi, cho nên mình sẽ phải vào Gmail để xác nhận. Nhưng mà nào mà từng đăng nhập Steam thì chắc chắn là biết rất rõ ràng cái bước này đúng không thường thì để đăng nhập vào Steam thì có hai bước xác nhận, một là xác nhận qua tài khoản email này, hai là xác nhận qua điện thoại. Thì mình chọn cái xác nhận qua email cho dễ. Rồi nó dễ dàng đúng không nào, nó gửi email về copy mã và dán thôi và đăng nhập vào được. Này thì ở đây chúng ta cần phải có một cái nick mà có gì nhỉ, có game PUBG nhá, thế nào? Có cái nick này của mình không không có game PUBG cho nên là nó không không thể nào nhận được. Thì bây giờ mình sẽ quay lại, đâu rồi, mình sẽ dùng một cái nick khác có game PUBG nhé các bạn. Mình sẽ control H và xóa dữ liệu dịch web. Các bạn muốn đăng nhập lại vào cái trang này, cái trang map beta ấy, các bạn buộc phải xóa toàn bộ dữ liệu dịch web của bạn nhé. Cần chốt hát xóa lịch sử dữ liệu này, thế nào? Xóa dữ liệu dịch web là được. Ở đây các bạn ấn F5 một phát. Đó, nó sẽ được như này, thế nào? Bây giờ mình ấn lại vào Auth. Steam. Ở đây mình dùng cái nick có cái tài khoản Steam. À đâu, có cái tài khoản PUBG nhá. Có game PUBG ấy. Nó lại đòi email tiếp tờ phát. Đây mình sẽ vào cái email của cái tài khoản đó. Ở đây các bạn thấy không? Stem spawn này. Đây này, có cái này rồi. Dán vào. Nhưng bạn nào mà đã đăng nhập vào cái này rồi, đăng nhập vào Steam rồi thì nó thường không bắt các bạn phải xác nhận đâu. Steam mua. Rồi. Đây các bạn thấy đúng không nào? Nó cho mình một cái cây này. Đây. 4x4 map beta cây redemption. Đây là cái nick của mình mà có cái nick PUBG, có tài khoản PUBG thì mới có thể ấy được. Mới có thể nhận cây được, còn nick kia thì không được nhá. Thì các bạn hãy copy cái mã cây này. Copy lại. Sau đó thì các bạn lưu vào một cách nào đó ở đây, con đồ các bạn lưu. Đây, mình để luôn chỗ tên luôn. Tuna được đây. Rồi đây mình lưu luôn như thế này nhá. Thì đến khoảng 9 giờ sáng nay, bây giờ là 7 giờ đúng không nào? 9 giờ sáng thì mình sẽ sử dụng cái cây này để vào chơi trong cái map Savage này. 9 giờ sáng nay thì mới mở được nhá, 9 giờ ngày 3 tháng 4 rồi. Thế nào? Rồi. Và các bạn hãy nhớ một điều nữa, đó là cái cây này á, nó có giới hạn thôi. Cho nên là nhà phát hành sẽ ưu tiên những ai mà đăng ký trước. Vì vậy các bạn hãy nhanh tay đăng ký lấy cái mã cây này để mà test cái map mới chứ nào. Đây có lẽ sẽ là map thi đấu chính của cái tựa game Savage này, của cái tựa game PUBG này trong tương lai chứ nào. Vì những cái map cũ đã xuất hiện rất nhiều những cái bất cập, cho nên là nhà phát hành mới tung ra cái map mới này nhằm mục đích đó là esport hóa cái tựa game PUBG.
Vì vậy chắc chắn là cái map này sẽ rất là phổ biến. Vì vậy là cái việc chúng ta trải nghiệm sẽ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để chiến đấu trong cái tựa game PUBG, đúng không nào? Với cái map Savage này. Bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn nhận cây của game PUBG rồi. Chúc các bạn nhận cây thành công và có những phút giây tuyệt vời khi trải nghiệm map mới của game. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên like hoặc share nếu các bạn thấy cái video này hữu ích nhé. Cũng như đừng quên đó là subscribe và like fanpage channel để có thể cập nhật cái game mới nhất mà mình chia sẻ. Chào tạm biệt các bạn.